Bây giờ là 19 giờ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 29 tháng 4 sẽ có một số nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động tháng nhân đạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022. Chủ tịch